Ơn em Lâm rất nhiều với hai món quà âm nhạc mà em đã thể hiện và dành tặng cho tất cả vị khách trong buổi tối cũng như chú rể của dâu. Và chia tay với em Lâm thì xin mời tất cả chúng ta cùng đến với một hot girl, cũng là một cụ bé rất là bé bỏng, nhìn rất đáng yêu. Đó là những tình cảm của những người làm nghề chúng tôi qua phần tham gia biểu diễn của nữ ca sĩ Thu Nga. Lời đầu tiên, cho phép Thanh Nga xin gửi tới tất cả quý vị một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất. Chúc quý vị có một buổi tối thật vui vẻ. Và sau đây là một ca khúc đã làm nên tên tuổi của nhạc sĩ Phó Đức Phương, ca khúc có tựa đề Về Quê. Xin quý vị cùng thưởng thức.
rừng rừng ta. Dòng cuối